Kính thưa tất cả quý khán thính giả, gia đình và fan Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng, thứ hai ngày 5 tháng 9 năm 2022, từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, đầu tiên tôi thành thật xin lỗi quý khán thính giả vì phải làm clip này. Tôi xin lỗi quý khán thính giả vì tôi đã được quý khán thính giả góp ý cho tôi rất nhiều, đó là hãy tin tưởng vào khán thính giả và đừng có làm clip quan tâm trả lời người này người nọ nữa. Tôi hoàn toàn đồng ý với quý khán thính giả. Nhưng thưa quý khán thính giả, có những người ủng hộ tôi lại nói rằng là có những vấn đề anh Hùng phải lên tiếng vì thinh lặng là đồng ý. Nên tôi cũng có những lúc phải cân nhắc việc không nên nói và phải nói. Trong những ngày qua, có những người bạn và những chủ kênh gọi điện thoại cũng như nhắn gửi trên Messenger của tôi về một bài báo được đăng trên báo Cộng sản và về một người chủ kênh lên tiếng kêu gọi công an phải bắt ngay Hoàng Duy Hùng. Những người bạn đó hoặc chủ kênh nhắn gửi cho tôi thinh lặng vì tôi rất coi thường người viết bài báo kia gửi đăng trên báo Cộng sản cũng như một chủ kênh nọ. Tôi rất coi thường. Thật sự tôi coi thường, tôi không có quan tâm chút nào hết. Nhưng tôi nhận rất là nhiều thì tôi thinh lặng. Thế rồi cuối cùng có những người phải gọi điện thoại cho tôi nói rằng anh Hùng phải trả lời. Tôi nói tôi coi thường những người đó. Họ không có nhân cách thì tôi phải quan tâm làm gì? Thế thì trên điện thoại họ nói với tôi như sau: tại sao anh Hùng lại coi thường những người đó? Họ từng là cán bộ cao cấp, từng là tuyên giáo vân vân, và họ có khả năng viết bài để gửi hết tất cả các báo địa phương và ngay cả báo Cộng sản. Sao anh Hùng lại không quan tâm? Thì tôi nói nếu mà là một người có nhân cách thì người đó chỉ cần viết một bài gửi cho Bộ Công an và Bộ Công an nghiên cứu là đã đủ. Còn đây chạy chọt đầu này đầu nọ, gửi hết cho các báo địa phương và những người đã từng là đàn em quen biết, thì đây không phải là quan tâm với vấn đề của đất nước, mà chỉ là vì lý do nào đó, hoặc là phải làm tay sai cho một kẻ nào đó, hoặc là một nhóm người đó. Hành xử đó đối với tôi là hành xử của tiểu nhân, mà đã là tiểu nhân tôi không quan tâm. Rồi họ lại nói rằng nhưng có một người là chủ kênh, số lượng cũng rất là cao, mấy chục ngàn người, gần 100 ngàn người đăng ký rồi, sao anh lại không quan tâm? Tôi trả lời nếu là một chủ kênh có nhân cách thì người đó cứ việc viết gửi cho Bộ Công an hoặc Bộ Ngoại giao và đợi câu trả lời. Còn cứ ngày này sang tháng nọ gân cổ lên thì đó chỉ là ghen ăn tức ở hoặc là bệnh tâm thần. Tôi đã từng là luật sư ở Mỹ, tôi biết có nhiều người có bệnh tâm thần. Họ hoang tưởng, họ nghĩ rằng họ là người này người nọ. Nên tôi trả lời với người bạn gọi cho tôi nói tôi không quan tâm đến những người có bệnh tâm thần. Thì người đó nói đúng, người đó có bệnh tâm thần và xin chữa trị bệnh tâm thần với thuốc nam. Tôi cười, ha 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 ha. Thế mà gọi nói tôi phải quan tâm. Quan tâm để làm gì đối với một kẻ tâm thần? Tôi nói với người đó như sau: mẹ của tôi khi còn sinh tiền dạy cho tôi như sau, đó là khi một con chó sủa vào mình không dạy gì mà mình quỳ xuống mình sủa với nó, như vậy mình cũng bằng con chó mà thôi. Hoặc là không ai chấp nhất với một kẻ tâm thần hoang tưởng, thì tại sao các anh em lại cứ đòi tôi phải trả lời với kẻ tâm thần hoang tưởng? Nhưng cũng vì tò mò, tôi hỏi,
Những người đó nói gì mà tôi phải trả lời? Vì thưa quý khán thính giả, tôi không thèm xem hoặc nghe hoặc đọc những gì họ nói. Thì các bạn đó nói như sau. Điều đầu tiên họ nói anh Hùng là thủ lĩnh của cách mạng trắng, đang làm cách mạng trắng ở Việt Nam, để rồi những người cán bộ cao cấp thoái hóa biến chất đi theo anh Hùng để làm cách mạng trắng. Tôi nói họ nói như vậy mà cũng nói được cơ à? Tại sao các anh em lại quan tâm? Họ nói là vì những lời cáo buộc này liên quan đến nhiều cán bộ cao cấp. Tôi trả lời, điều đầu tiên tôi không quan tâm là tại vì tôi tin tưởng vào quý khán thính giả của tôi là những người có trình độ. Tôi đã từng tuyên bố tôi vất cách mạng trắng ở trong thùng rác rồi. Và nếu nói rằng những vị cao cấp thì chính chủ tịch nước từng tiếp đón tôi thì chẳng lẽ bắt ngay chủ tịch nước à? Bắt ngay nguyên chủ tịch nước như là nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ông Sáu Phong Nguyễn Minh Triết hoặc là nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng à? Và nếu họ nói rằng là những vị cao cấp thoái hóa như là Trung tướng Trịnh Lương Hy từng là Tổng cục trưởng An ninh của miền Nam thì bắt những người đó à? Hay là nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn? Hay nhờ những người đó muốn nói thì cứ tha hồ nói, tại sao họ không làm đơn tố cáo với Bộ Công an hoặc là với Bộ Ngoại giao? Vì ở trong nước này muốn bắt một người nào đó điều tra thì phải có đơn tố cáo của ai đó là nạn nhân hoặc là những người nào nghi ngờ về vấn đề an ninh của quốc gia. Nguyên tắc đầu tiên những người đó cần phải làm đó là viết đơn tố cáo tội phạm với Bộ Công an. Nếu không có tố cáo tội phạm với Bộ Công an mà cứ đông đổng lên trên mạng hoặc là viết bài gửi cho ai đó thì không có ai quan tâm, bản thân tôi cũng không quan tâm. Nên nói rằng tôi là thủ lĩnh cách mạng trắng đã thâu nạp được những cán bộ đang tại chức hoặc là về hưu rồi mà thoái hóa biến chất thì họ cứ việc tố cáo với Bộ Công an. Còn nếu họ không tố cáo thì tức là có vấn đề. Đó chính là vì mưu đồ cá nhân, trả thù hoặc là muốn kiếm lợi gì đó. Rồi những người đó nói với tôi, ok, anh đã vất vô thùng rác cách mạng trắng rồi, họ lượm ra. Nhưng họ nói rằng là cách mạng trắng của anh ở tại Mỹ vẫn còn đang rao bán. Thế thì tôi mới nói, họ cứ đưa ra bằng chứng nhà sách nào ở Mỹ bán cách mạng trắng, hãy đưa ra rõ ràng. Còn mà lục lên trên mạng những tài liệu cũ cách đây cả chục năm trời hoặc là 7-8 năm trời về trước khi tôi in cách mạng trắng còn có bản đó mà đưa ra thì những người đó là những người chống lại nghị quyết 36 và chỉ thị 45 vì cứ kiếm ba cái chuyện cũ mà nêu lên. Nếu người nào đó nói rằng tôi còn bán cách mạng trắng thì người đó cứ việc đưa ra bằng chứng. Nếu không đưa ra được bằng chứng thì đó là vu khống mạ lệ. Người bạn đó nói với tôi, ô vậy hả? Vậy là họ phải nói đưa ra bằng chứng à? Tôi nói đúng, khi nói rằng là còn bán thì phải nói bán ở đâu. Vì ở nước Mỹ thì Tổng lãnh sự của Việt Nam cũng như Tòa đại sứ ở Việt Nam có mặt ở tại Washington DC, có mặt ở tại San Francisco, có mặt ở tại Los Angeles, có mặt ở tại Houston, Texas. Họ có đầy đủ nhân sự và khả năng để biết có là bán hay không. Còn nếu mình đưa ra mà không bằng chứng thì tức là sỉ nhục vào Bộ Ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài không biết làm gì hết. Rồi người bạn đó nói với tôi là họ viết là
Một luật sư YouTuber tự nhận là luật sư yêu nước. Tôi nói, nếu nói tôi là luật sư thì đúng quả thật tôi là luật sư. Tôi hành nghề. Và khi tôi ra tòa thì ai gọi tôi là luật sư thì tôi phải công nhận, vì đó là chức vụ của tôi, là một officer of the court. Nhưng khi lên trên kênh, tôi chưa bao giờ nói rằng là phải gọi tôi là luật sư. Có những người gọi tôi là luật sư Hoàng Duy Hùng. Tôi cũng đã từng nói rất nhiều lần đừng gọi tôi là làm luật sư khi tôi lên trên YouTube. Vì lúc tôi lên trên YouTube không phải với tư cách là luật sư, thì nên gọi tôi là anh Hoàng Duy Hùng. Và chính vì lý do đó tôi làm kênh với tựa đề rất rõ ràng là Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Tôi chưa bao giờ nói rằng là quý khán thính giả hãy gọi tôi là luật sư, là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tôi cũng chưa bao giờ tự nhận tôi là yêu nước. Yêu nước hay không đó là do nhận định của quý khán thính giả. Thế thì ai đó nói rằng tôi là luật sư tự nhận là yêu nước thì hãy chứng minh tôi tự nhận là luật sư như thế nào. Ý người đó nói rằng tôi không có bằng luật sư à? Có dám ra tranh luận với tôi là Hoàng Duy Hùng không có bằng luật sư ở Mỹ hay không? Hoặc là không có bằng tiến sĩ luật khoa ở Mỹ hay không? Nếu mà không dám ra như vậy thì người đó hành xử với tư cách là tiểu nhân, là con giòi rút trong cái gì đó của tôi đã nói rồi, thì tôi không thèm quan tâm là vì như thế. Loại người đó khi không biết tôn trọng sự thật và không biết nói gì hơn, chỉ đặt điều ra vu khống tôi, thì tôi phải quan tâm làm gì? Tôi trả lời với người bạn đó. Người bạn đó mới vỗ tay, hay. Nhưng anh Hùng ơi, họ nói rằng là anh Hùng tự nhận là người yêu nước mà xuyên tạc lịch sử. Tôi nói, hãy đưa ra bất cứ một bằng chứng chỗ nào tôi nói rằng tôi là người yêu nước. Còn nếu không đưa ra được thì dầu người đó là cao cấp tới đâu đi nữa thì cũng là bịa đặt vu khống. Loại người đó là loại người như tôi đã nói hồi nãy rồi, là loại người tiểu nhân, rút trong cái đống quá khứ mà không có bằng chứng gì hết, hoặc bịa chuyện vu khống. Tôi không thèm quan tâm, tôi cũng không thèm nhắc đến tên nữa cơ. Thế thì người đó là nói tiếp, vậy thì họ nói anh Hùng bịa chuyện về lịch sử để mà tấn công nhà nước này. Tôi nói tôi bịa chuyện lịch sử gì thì họ cứ nói rõ đi. Thì người đó nói với tôi, họ nói anh Hùng nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nói đến vụ ông Patty Asimov và nói rằng ông ấy đến để cố vấn cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi trả lời, tôi đã cho phe đó một cơ hội để chất vấn tôi. Mà khi chất vấn tôi thì tôi cũng đã nói rằng tôi chỉ lộn về thời gian, góp ý với Chủ tịch Hồ Chí Minh là sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản thảo tuyên ngôn độc lập. Còn trong clip nhiều khi nói chuyện thì vấp lời trước và sau chỉ có vậy thôi. Và tôi cũng đã làm một clip đính chính rồi. Tôi hỏi người đó, vậy thì trong bài viết của cái người nào đó có bao giờ nói Hoàng Duy Hùng đã lên trên kênh Việt Vision và có những người chất vấn và Hoàng Duy Hùng đã nói rất rõ là lộn thời gian lúc mà nói chuyện và làm một clip đính chính chưa? Thì người đó nói rằng là chưa có viết. Thì nếu mà chưa viết tức là không có đầy đủ, mà không đầy đủ thì cũng là cắt đầu cắt đuôi để xuyên tạc bịa chuyện vu khống mà thôi. Xuyên tạc bịa chuyện vu khống thì tại sao tôi phải quan tâm? Rồi tôi hỏi rằng có ai nói gì nữa không? Thì người đó nói rằng là có một chủ kênh nói rằng là anh Hoàng Duy Hùng xuyên tạc lời nói của Bác Hồ khi nói rằng dân tộc chúng ta là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy sẽ vĩnh viễn như vậy, mà anh Hùng lại nói đó là cảm tính. Tôi nói rằng là tôi cũng đã nói rất rõ, đó là cảm tính, câu nói, câu văn của cảm tính và là thể hiện ý chí của dân tộc Việt Nam. Thế thì họ có dám nói
đầy đủ là đó là thể hiện ý chí của dân tộc Việt Nam hay không? Thì người bạn đó nói không, họ không dám nói đó, họ chỉ cắt cái phần sau, nói rằng là anh Hùng nói đó là câu nói cảm tính. Thì tôi nói rằng rõ ràng là cắt đầu cắt đuôi để thể hiện một âm mưu xuyên tạc, bịa đặt, vu khống thì tại sao tôi phải quan tâm? Loại người đó là loại bệnh tâm thần, hoang tưởng. Khi người ta nói thì trên nguyên tắc về phản biện là phải trích dẫn đầy đủ, chứ không phải trích nửa đường. Ổ bánh mì là ổ bánh mì, nửa ổ bánh mì vẫn là nửa ổ bánh mì, nhưng sự thật là sự thật, nửa sự thật thì không phải là sự thật. Nửa sự thật với một mưu đồ gian xảo thì đó là vu khống mạ lị, là thứ tiểu nhân rút trong cái đống của người khác. Tôi không quan tâm. Tôi trả lời với những người bạn tôi như vậy. Rồi những người bạn đó nói, thế họ nói rằng là công an phải bắt Hoàng Duy Hùng ngay. Tôi vỗ tay, tôi mừng quá trời, tôi nói bắt đi. Điều đầu tiên những người đó cần phải làm là phải tố cáo tôi với Bộ Công an. À, thì cứ việc tố cáo, mà nếu Bộ Công an đó mà không bắt tôi thì tức là không có những gì như họ suy nghĩ. Họ chưa có tố cáo với Bộ Công an mà la làng lên như thế, mà các anh em cứ nôn nóng nói rằng là tôi phải trả lời. Tôi thật sự không muốn trả lời, tôi quá coi thường họ. Nhưng vì anh em hỏi tôi nói như vậy với anh em thôi. Thì mấy anh em đó nói với tôi, thôi thế thì anh Hùng cứ nói rằng anh Hùng trả lời với tụi em là được rồi. Và tôi xin thưa với quý khán thính giả, tôi không thèm quan tâm với bài viết của ai đó vận động người này người nọ mấy chục nơi để đưa lên trên báo chí đó. Đối với tôi không phải là có sức loan tỏa, mà là lấy chức vụ cũ của mình để nhờ ai đó trả thù lên trên tôi. Thật sự tôi cho rằng kẻ đó là tiểu nhân, là cái gì đó ở trong cái đống đó tôi không thèm quan tâm. Và chủ kênh nào đó với những lời bịa đặt vu khống như thế thì tôi không thèm quan tâm. Cả hai người đó có ngon thì việc đầu tiên tố cáo với Bộ Ngoại giao của Việt Nam, tố cáo với Bộ Công an Việt Nam. Nếu Bộ Công an Việt Nam thấy rằng những gì họ nói đúng thì có câu trả lời liền. Nếu những gì mà họ nói sai thì cũng được Bộ Công an trả lời liền. Còn cứ tố cáo tôi đi, tố cáo tôi lại, không phải một lần mà cả biết bao nhiêu lần trên báo chí, trên kênh YouTube của họ, thì đó cũng chỉ là thù dai, ghen ăn tức ở, là bịa chuyện vu khống, mạ lị. Đối với tôi hành xử đó, nói rõ là một lần nữa, là hành xử của tiểu nhân, là con giòi rút trong cái đống đó, tôi không thèm quan tâm. Hôm nay tôi thành thật xin lỗi quý khán thính giả. Tôi trả lời không phải là tôi trả lời cho những người đó, mà tôi được những người khác nói với tôi những gì mà những người kia nói hoặc viết, tôi trả lời cho những người đó. Và những người mà gọi điện thoại cho tôi nói thế thì anh Hùng cứ việc nói là anh Hùng nói trên điện thoại như thế, tôi xin nói như thế. Tôi không trả lời những người kia là vì tôi biết quý khán thính giả của tôi có dư trình độ để biết ai nói phải, ai nói trái, ai nói sự thật và không sự thật. Thưa quý khán thính giả, đó là thông tin tôi rất tiếc phải gửi đến quý khán thính giả và góc nhìn của tôi về vấn đề này. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.